Đây là ly cà phê ở quán. Đây là nữ quán. Hoa ban trắng điểm mà ta. Đây là các quý bà thờ đang rất là đẹp, có một cây hoa ban trắng. Vô đây uống cà phê mà được ăn bánh mì ngon. Quán này là Đà Lạt xưa mới khai trương. Hôm nay là ngày Tết dương lịch, các bạn hãy xem người Đà Lạt đi nghỉ ngơi Tết như nào. Cái nhà thờ bên đây cũng có món lẩu luôn.